Đây là trận thi đấu thứ tư và tỷ số nó là 3-0 dành cho các thành viên của bên phía team Game TV. Và không ai có thể tưởng tượng được là Game TV có thể đánh bay như vậy. Quá tuyệt vời. Trận đấu thứ tư, quân bên họ có đến 2 Greek, 1 Baby và 1 Pearl. Vâng, nếu xét về quân thì đội bạn có được một con Persian cũng tương đối là đột biến. Cân rồi, đây một kèo cân chặt. Phụ thuộc rất nhiều vào những tay chém. Bên mình cũng có một loại quân có được sự đột biến, đó là Roman trong tay của game thủ U98. Vâng, Greek trong tay của game thủ Hello Chiboy. Sẻ là người cầm Babylon ở phía bên trong cánh. Quá tuyệt vời, lại là một trận đấu mà Sẻ là người được cầm vâng cung và phải ở phía bên trong. Còn đây là Mạnh Hào. Babylon của Mạnh Hào bị đẩy ra phía bên ngoài. Cuối cùng đây là chính là con bài mà tôi nói đến. Đây là game thủ U98 với một bài cầm Roman của mình. Không có đồ đồ về nhưng đây là hai bầy hiêu kép. Vâng, đây là một bầy hiêu kép gồm có khoảng vâng hơn chục con dành cho game thủ U98. Thêm một bầy hiêu nữa. Vâng, quả phụ đã có rồi. Bài ưng. Mặc dù không có đồ đồ về nhưng tôi nghĩ rằng U98 vẫn có thể ép vâng, nếu như em chuẩn thì đây vẫn là một bài ép sớm được. Vâng, em sẽ xem ở trong chấm 10 dành cho game thủ U98 được. Các bạn có thể thấy rằng U98 chỉ cắt có 2 nông dân ăn gỗ thôi. Để đảm bảo lượng thực dồn lên F2 là chuẩn xác nhất. Vâng, quân vẫn đang là cân thôi. Và chúng ta sẽ có chiến thắng thứ tư hay không? Thắng 5-0 trắng. Và nghỉ một chút thời gian để có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu chung kết. Màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Vâng, Hào cũng đang dê lều đồ ăn dành cho game thủ Mạnh Hào. Ưng ấp. Có quả phụ thì phải. Vâng, tôi vừa nhìn thấy cái bãi quả phụ đúng không? Vâng, màn hình máy của game thủ Hello Chiboy. 25 nông dân dần bắt đầu di chuyển lên. Ơ, liệu rằng có kẹp xăm không? Vâng, tôi nghĩ là Chiboy biết được việc là có kẹp xăm hay không. Nhưng vâng, đồng đội lại còn sang phá hiêu. Nó tụng đến khô lời với chim sẻ thôi. Màn hình máy của sẻ nào. Rồi, đá hiêu của Chiboy. Vâng, như vậy là ăn tranh với Chiboy. Làm tạm một con của Chiboy cho nó mát. Vâng, có lẽ là Chiboy biết được việc có kẹp xăm nhưng mà em bỏ qua luôn. Đây là cái bài mà các thành viên bên phía Game TV hay dùng. Không có kẹp xăm hay không tôi không cần biết. Tôi cứ chém vào trong cánh trước đã. Làm gì thì làm. BL dành cho Chiboy và đây là BM. 25 nông dân quay trở lại với game thủ U98 để xem U98 kích đời. Vâng, BM và BL sẽ được thiết kế gấp rút. Kích ở khoảng 14x. Đây là Mạnh Hào. Vâng, Mạnh Hào đã kích đời xong rồi. Bò bãi vàng một cách khá chắc chắn và cẩn thận. Hào đang đánh chuẩn. Vâng, ở trong những trận đấu quan trọng. Gặp nhà của Bi. Vâng, BB là người cầm Babylon. Giò công giáp đầy đủ và làm tạm một dân. Pha vẩy e của BB nhưng không thành công. Vẫn phải chọc dân cho BB. Vâng, cho BB cảm thấy nhức nhối. Vâng, một bài đánh thẳng cung tới từ game thủ BB. Đó là điều dễ hiểu khi phía bên BB Club chỉ là Greek và Persian mà thôi. Hai dân, ba dân của BB phải nằm xuống ở trong tình huống này. Nâng cấp bánh xe và là một L dành cho game thủ Mạnh Hào, đánh cực kỳ chắc chắn. BB lên đời không quá sớm. Còn đây là máy của game thủ Chiboy. Ôm bom vào nhà của game thủ Tiểu Màn Thầu. Một bài mà Tiểu Màn Thầu là người được cầm Pearl. Lên đời xong dành cho Chiboy. Một L cũng là bánh xe dành cho game thủ Chiboy. Vâng, cần thiết phải lên cái bánh xe ở trong trận đấu này để có thể đi ăn hoàng tốt hơn. Và để lấy lợi thế là dân có bánh xe so với dân Persian của game thủ Tiểu Màn Thầu. Tiếp tục ăn được một dân. Vâng, những khoảng thời gian đầu tiên các game thủ bên phía team Game TV
đang chọc được nhiều hơn. Và đây là bãi vàng của Tiểu Màn Thầu. What the hell? Vâng, Tiểu Màn Thầu không chú ý bãi vàng. Một điều quan trọng trong việc đánh chém Y Dương đó là cần phải bo bãi vàng đầu tiên, nhưng Tiểu Màn Thầu đang quên mất điều cơ bản này, và nó khiến cho Persian của Tiểu Màn Thầu phế luôn ở phút thứ 14 trong game. 28-40. Vâng, đơn giản vậy sao? Con đường đi đến chiến, vâng, đi đến chung kết của thành viên bên phía team Game TV, phải chăng nó bằng phẳng đến như vậy? Một chiếc PP để thủ cho nhà của game thủ chim sẻ. Vâng, tôi không nghĩ là Tiểu Màn Thầu sẽ có được quá 3 con lạc đà ở thời điểm này, khi mà bãi vàng bị công từ cực sớm, mất bãi vàng từ cực sớm với game thủ Tiểu Màn Thầu. Một bài đánh lỗi dành cho Tiểu Màn Thầu. Và chi boy, công việc chi boy rất đơn giản. Vâng, giết thầu trong một nốt nhạc. Vâng, thầu có lẽ là buông chuột rồi. Vâng, thế thì mình xin. Vâng, thế thì mình xin thôi. Của trời cho mà. Vâng, tham lai đè rất mạnh dành cho các thành viên của bên phía team Game TV. Vâng, bây giờ thì thầu mang, vâng, mang chém sang biếu. Đây rồi, vâng, lại được một con nữa này. Này thì vâng, chém với chúng tôi này. Vâng, thầu phế luôn rồi, tuyệt vời. Vâng, như vậy là BB quyết luôn. Tỷ số là 4-0 dành cho các thành viên của bên phía team Game TV. Quá đơn giản. Vâng, 50 phút thi đấu và tỷ số là 4-0 dành cho Game TV. Không thể tin nổi là các thành viên bên phía Game TV đang đánh tốt đến như vậy. 4-0 rồi, và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu rằng BB cũng như những người đồng đội của mình có thể làm được những gì. 4-0 dành cho Game TV.